Sáu Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ cả nhà một con iRobot hút bụi Roomba. Con này có mã 780. 780 các bác nhé. Con này em để mã số 5 này. Được, con này thì đã được em mang về nhà test chạy ngon lành. Pin thay mới khá là tốt rồi. Em sẽ bán con này với cái hình thức là đi kèm một bộ sạc này và không có đốc sạc các bạn nhé, không có đốc sạc. Đấy. Đi kèm một củ sạc cắm trực tiếp như thế này, nó sẽ cắt giảm chi phí đi rất là nhiều cho các bác. Hết pin thì mình tự cắm vào đây. Đấy, với một bộ sạc này, máy thì đã được test chạy ngon lành. Các chức năng trên máy thì có này, chỉnh giờ này, bây giờ đang là 9 giờ tròn. Chỉnh giờ AM các bạn nhé. Đây, khóa rồi. Chín giờ bốn đi. Ok, có chức năng hẹn giờ này các bạn này. Đây, hẹn giờ nhé, ấn nút này hẹn giờ này. Trong cái hẹn giờ khi ấn xong thì nó hiển thị lên ngày, hẹn ngày này, hẹn giờ phút này. Ví dụ chủ nhật này, thứ hai, thứ ba, ví dụ các bác hẹn thứ ba hút nhé, hẹn là tất cả các ngày trong tuần luôn. Thứ ba hút, các bác muốn hút mấy giờ này, ví dụ muốn hút lúc 10 giờ 15 này, hay 11 giờ 15 này, 11 giờ 30 máy nó hút nó chạy này, các bạn ấn ok. Đấy, thì đến đúng cái giờ đấy của ngày thứ ba thì máy sẽ chạy. Còn nếu khi các bác không dùng thì các bác nên xóa đi nhé, muốn luôn này. Xóa được bằng cách là mình cứ bấm giờ nó trôi lên thôi. Đấy, nó bao về các cái gạch này thì là ấn ok thì là nó mất hẹn giờ. Đấy. Máy có quay sách này, tình trạng máy hoạt động ngon lành, em đã test ở nhà rồi, chạy rất là ngon lành luôn. Đây. Robot 780 nhé. Đây. Rổ quét này, đánh xe có tất cả chức năng đã được chạy ngon lành, test ở nhà. Khiến các bác nào lấy con này yên tâm, không phải nghĩ gì cả. Đây. Con này em bán là 2,5 triệu, tặng kèm các bác một cái chổi này chỉ giá 50.000 này, đi kèm một bộ sạc này. Đấy, giá 2,5 triệu nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ bảo hành 3 tháng. Máy nó chạy test ok ngon lành rồi nhé. Riêng đối với robot iRobot Roomba này thì các bác yên tâm là các cái linh kiện của nó rất là sẵn. Ví dụ như là các bác mua chổi này. Chổi nhé. Rất là sẵn này. Pin thì cũng rất là sẵn, em thay mới rồi, có mấy trăm nghìn quả thôi. Hai cái con lăn này cũng rất là dễ, mua có hơn 100.000. Hai cái lọc rác này cũng rất là rẻ, có 100.000 thôi. Cảm biến xung quanh máy, chống rơi cầu thang. Đây, cảm biến bụi, phát hiện bụi. Đây. Giá 2,5 triệu. Để thử các bác nhé. Máy thì yên tâm, em đã test chạy ngon lành ở nhà hết rồi. Không phải lo. Pin thay mới rồi, rất là tốt ạ. Giá 2,5 triệu. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nha. Chào các bác.